Xin giới thiệu các bạn, đây là cầu Bình. Ở đâu? Mở ngoặc chú thích cho không phải cầu Bính. Ở đâu? Hả? Ở đâu? À, ở thì thuộc địa phận Sao Đỏ, Hải Dương, thị trấn Sao Đỏ. Và chúng ta vừa đi qua là huyện Chí Linh. Đó, hôm nay là ngày 24/12 Noel. Này, không có địa phận. Rồi, rất là rộng.